Chúng ta hãy cùng đến với tiết mục thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, đến từ một thành viên của khóa 7, tức là anh sinh năm 1975, với ca khúc Hát Về Tổ Quốc Hôm Nay. Xin mời chàng vào tay ạ. Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xốn sang bao niềm vui mới. Bao niềm vui mới xin có đôi lời trong từng câu hát nghe từ đáy lòng. Hát vút lên những lời tha thiết, chống nước non đang thay đổi như bức gấm theo ý hoa, nghe bồi hồi, nghe bồi hồi sao xuyên trái tim người ta. Trong nghỉ tay sớm chiều lao đồng nghề ơi, ta vươn được nghề bảy dân đi rồi bắt nghi nhìn đi câu nhắn gửi xa vời đưa người về thăm quê, ngạc nhiên non chuyện mình qua từng năm tháng, công trình mới rộn rã tâm mi xưa yêu, hát câu hát với
hai.